hốt ngang trên này, hốt ngang nạn á, là đúng rồi, cứ ngang nạn nó thôi, đừng có cửa nhánh kia. Rồi trong đây mấy bên kia nhánh bên bển á, cửa sát luôn lên trên đó. Chịu khó leo lên nhưng Quân cắt cái nhánh này ha, cắt luôn đi Quân ơi, nhánh này cắt đi cho nó ra tàn mới, cái nhánh nó cao quá vậy cao, nó quằn xuống đâu có đâu, nó cổ trái nó đâu có nhiều đâu, hút vừa tới cái chảng xuống dưới luôn anh. Đúng rồi, đúng rồi, tí nữa giờ cho nó ra cắt ngang nhánh nó luôn đi, nhánh này là cao lắm, ra đọt mới rồi nó sẽ chia ra được, cái nhánh nó hết ra rồi. Ok cột chiều đá, cột chéo rồi, bên nào đứng dưới vô nhấp bớt cái đọt mấy cái nhánh lên trong đó đi, hai cho hai thằng giao nhau được rồi, nhấp bớt bớt lại. Cái này có cái vực nhanh lắm ta, sao xài cái vực, cái chiếc xài có vực im lắm Quân, cái vực lục hết hả? Lục lục hết rồi. Cắt nhánh vượt tới hết cây luôn, nó bị lép một bên hết đâu, nhánh nhện nhóc dân đó chú. Yeah, nhánh vượt không chống ra, nó ra từ mới bổ sung lại rồi trồng cây với mấy vượt sao mấy nó kêu mấy ông nông dân đã bầu 10 thước mà ông không chịu, nó cho cây đồ hướng dân trồng luôn cũng không chịu. 10 thước cây, 10 thước nó rất mô rồi, ngon lành lắm, không chịu cho luôn, ngon lành. Năng suất không có. Mười thước cây là một mười thước cây giờ trồng vô luôn đó, trồng không năm chục cây, không trồng chỉ 200 gốc thôi. Chỉ có tới 10 thước vuông cây anh tính đi. Mười cái 50 cây không thôi. Mà không thấy cảnh đâu, mấy ông đâu chịu. Ủa lộn bậy là một có 20 cây hay gì à? 10 thước cây dữ lắm, 50 cây à. Tới 50 cây đâu? Có gì 20 à. 20 cây à. Tại rồi mướn rồi chứ. Mướn rồi nó chứ. 20 cây. Đâu kể đất đặt không được. Tại vì mình trồng ở trên Long An là 40 rồi đúng không? Mà trên Long An trồng 6 thước vậy. Nhưng mà nếu mà trồng vậy là phải đợi tới 6 năm nó mới giáp tàn rồi hả? Ừ. Không rồi, cái thời gian kia đó mấy ông cứ trồng gì phụ làm để làm gì với đó con ha. Không chịu. Cái cây quỷ này cắt cái là hết rồi. Ủa, mấy Nhật mà mày trồng 10 thước vậy mà trồng đậu nành rau nó khoái năng, nó xây luôn. Đậu nành rau mắc lắm rồi chú ơi. Mắc lắm, mày trồng đậu nành rau tỉ đó. Ở Việt Nam làm gì có